Xin chào tất cả quý cô chú, quý anh chị đã đến với kênh Nhà Đất Hậu Địa Phát. Ngày hôm nay thì Hậu Địa Phát xin giới thiệu đến tất cả quý cô chú anh chị một căn nhà hẻm xe hơi chị ha. Hẻm xe hơi, hẻm trước nhà mình là 4,5 m thông, một sẹt ra mặt tiền đường Tô Hiệu, đường này chị ha, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà này thì hiện tại thì chủ nhà đang giảm giá rất là sâu luôn chị. Giá là từ 3,8 tỷ, thời điểm mua vào là 3,8 tỷ và bây giờ là bán giá là 3,2 tỷ, giá rất là tốt luôn chị ha. Với diện tích là bề ngang 3,3 m, dài 11 m. Nhà thì nhà mình là một trệt một lửng, kiểu như cấp 4 anh chị, tiện xây mới, tiện anh chị mua đầu tư cho thuê xây mới. Và Hậu Địa Phát khẳng định với anh chị luôn, chắc chắn với anh chị luôn, tầm khoảng mà tầm 3 tỷ hơn một tí, tại khu vực quận Tân Phú thì anh chị không thể nào mà tìm được một căn nhà mà giá rất là rẻ như vậy. Đấy, anh chị mua về căn này mà anh chị với diện tích nó tương đối, anh chị có 3 m² thì anh chị xây dựng lên cũng khoảng là tầm 500-600 triệu thôi, một trệt một lầu sân thượng là quá đẹp luôn anh chị ha. Đấy, hẻm xe hơi, nhà mới đẹp thì anh chị bỏ tiền vào mình sơn sửa hoặc là mình xây dựng lên, mình ở thì quá tuyệt vời luôn. Căn này thì giá hiện tại là chủ người ta đang vay ngân hàng, người ta rất là ngợp, người ta mới bán cái giá này thôi. Trong cái thời điểm hiện tại thị trường rất là tốt thì căn này là khẳng định với chị là một cái hàng mà gọi là rất là hiếm luôn chị ha. Đấy, hàng ngập banh đó chị, rất là hiếm đó. Thì quý cô chú chị nào mà có nhu cầu mua nhà này thì gọi trực tiếp đến số điện thoại của Nhà Đất Hậu Địa Phát trên video. Hậu Địa Phát sẽ giúp anh chị mua được căn nhà này với giá tốt nhất. Cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị đã theo dõi kênh Nhà Đất Hậu Địa Phát. Quý cô chú anh chị nào mà yêu Minh Hảo thì cho Hảo một like và nhấn đăng ký kênh nhé.